Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Chiều 31 tháng 10, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Đoàn Khắc Việt nêu rõ, Việt Nam mạnh mẽ phản đối mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Việt Nam bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Liên quan đến việc lực lượng chức năng của Trung Quốc xua đuổi, tấn công, tịch thu tài sản, bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam hồi cuối tháng 9, ông Đoàn Khắc Việt nhấn mạnh, quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, lập trường này đã được Việt Nam khẳng định nhất quán nhiều lần. Việc lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ tàu cá và ngư dân Việt Nam hoạt động tại khu vực quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam Chúng tôi kiên quyết phản đối hành động trái phép này và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Việt Nam, thả ngay toàn bộ ngư dân và tàu cá Việt Nam đang bị bắt giữ trái phép, bồi thường thiệt hại, không tái diễn các hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Chiều 31 tháng 10, trả lời câu hỏi của phóng viên quốc tế về thông tin, Trung Quốc triển khai các thiết bị quân sự tại đảo Chi Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cho biết, Việt Nam mạnh mẽ phản đối mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền và sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Phó văn ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nói, Việt Nam hết sức quan ngại về thông tin này và mạnh mẽ phản đối mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến trương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS Liên quan đến thông tin các trường hợp ngư dân Việt Nam bị bắt, phó phát ngôn đoàn khắc Việt tái khẳng định lập trường, quan điểm nhất quán của Việt Nam. Quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Lập trường này đã được Việt Nam khẳng định nhất quán nhiều lần. Việc lực lượng hải cảnh Trung Quốc bắt giữ trái phép tàu cá và ngư dân Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền cũng như lợi ích hợp pháp chính đáng của ngư dân Việt Nam. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng đầy đủ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, thả ngay toàn bộ tàu cá và ngư dân Việt Nam bị bắt giữ trái phép, bồi thường thỏa đáng các thiệt hại và chấm dứt không tái diễn các hành động quấy nhiễu, bắt giữ trái phép tàu cá và ngư dân Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp vừa họp với đại diện lãnh đạo cục cảnh sát giao thông, cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng một số đơn vị về nội dung sửa đổi bổ sung một số điều của quy định về thực hiện dân chủ cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tại cuộc họp, đại diện cục cảnh sát giao thông cùng cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, bộ công an cùng nêu ý kiến giải trình thông tin về quá trình xây dựng văn bản, căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn khi tham mưu trình lãnh đạo bộ công an ban hành văn bản. Theo các cơ quan thuộc bộ công an, sau khi thông tư mới được ban hành, người dân vẫn được sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình để giám sát quá trình làm việc của cảnh sát giao thông. Cơ quan soạn thảo của bộ công an khẳng định phải bảo đảm các điều kiện đã được pháp luật quy định và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ chiến sĩ khi đang thực thi công vụ. Thống nhất với nhận định, đánh giá bước đầu của cục kiểm tra văn bản, các đại biểu đề nghị Bộ Công an cần quan tâm đẩy mạnh truyền thông chính sách để bảo đảm cho người dân được thực hiện quyền giám sát, trong đó có quyền ghi âm, ghi hình hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, do quy định có thể dẫn đến các cách hiểu khác nhau, gây lúng túng, khó khăn cho người dân khi tiếp cận và thực hiện quyền giám sát của mình, nên thông tư cần được giả soát, hướng dẫn đầy đủ Kịp thời để được áp dụng thống nhất trong thực tiễn. Cục kiểm tra văn bản đề nghị Cục cảnh sát giao thông tham mưu báo cáo lãnh đạo Bộ Công an có ý kiến chính thức và thực hiện truyền thông các quy định của thông tư để người dân, cán bộ chiến sĩ thực hiện đúng đầy đủ quy định của hiến pháp và pháp luật về quyền giám sát của nhân dân thông qua hình thức ghi âm, ghi hình cho công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Theo thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 người dân sẽ được giám sát cảnh sát giao thông thông qua năm hình thức đó là tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật tiếp xúc giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ chiến sĩ kết quả giải quyết các vụ việc đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông việc giám sát phải đảm bảo các điều kiện gồm không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ ở ngoài khu vực thực thi công vụ Vừa qua, Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Bùi Xuân Phúc 15 năm tù và cựu luật sư Phạm Đức Tính 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo tính được cho tại ngoại tham gia phiên tòa. Bản án sơ thẩm xác định năm 2015, bà Oanh, ngụ Đồng Nai, quen biết Bùi Xuân Phúc khi đó đang làm cán bộ công an tỉnh Đồng Nai. Phúc khoe về người cậu là Phạm Đức Tính làm nghề luật sư có mối quan hệ quen biết với lãnh đạo Bộ Công an nên Bảo Anh kết thân. Năm 2018, Bảo Anh được ông Lê khi đó là trưởng công an huyện Trảng Bom giúp đỡ trong công việc. Từ đó, Bảo Anh quý mến và nảy sinh ý định tìm cách lo cho ông Lê lên chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai để sau này sẽ nhờ cậy trong quá trình hoạt động kinh doanh. Bảo Anh nhờ Phúc, Phúc nhờ tính và được đồng ý, báo giá 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, Phúc Bảo Anh số tiền gấp đôi là 14 tỷ và người phụ nữ này đồng ý đưa tiền. Trong thời gian chờ lo việc... Bảo Anh còn nhờ Phúc Lo giúp chúng đấu thầu mua cây tràm tại trạm giam Z30D và phải đưa số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Ngoài ra, Anh còn nói Phúc hỏi tính lo việc cho người tình đang là cán bộ phòng cảnh sát giao thông, công an tỉnh Đồng Nai được lên chức đội trưởng. Đến tháng 3 năm 2021, ông Lê nghỉ hưu theo quy định thì Anh hối thúc yêu cầu Phúc trả lại tiền. Lúc này Phúc nói đã đưa cho tính trung chi cho người khác nên không lấy lại được. Vì vậy, Bảo Anh làm đơn tố cáo Phúc lên cơ quan công an Hiện Phúc và Tính đã trả cho Bảo Anh khoảng 4,5 tỷ đồng. Quá trình tố cáo ra công an Bảo Anh khai đã đưa cho Phúc tổng cộng gần 20 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả điều tra chỉ xác định Phúc chiếm đoạt của Bảo Anh số tiền gần 16,5 tỷ đồng. Hồi tháng 6, tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phúc 15 năm tù và tính 12 năm, tòa buộc Phúc phải hoàn trả số tiền còn chiếm đoạt của Bảo Anh là hơn 12 tỷ đồng. Các bị cáo sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đối với Bảo Anh, cơ quan điều tra xác định hành vi của bà này đủ yếu tố cấu thành tội đưa hối lộ, song bà này đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác và đang bị bệnh nên đừng miễn trách nhiệm hình sự. tại tòa phúc thẩm, bị cáo phúc và tính thừa nhận hành vi nhưng cho rằng mình phạm tội danh khác chứ không phải lừa đảo. bởi thực tế, báo anh là người chủ động tìm đến đặt vấn đề nhờ lo giúp và các bị cáo cũng có đi gặp nhiều người để nhờ chứ không có ý định lừa đảo. phúc giải thích việc nâng số tiền chi phí lên gấp đôi so với báo giá của tính là để được hưởng tiền công. sau khi nghị án Hội đồng xét xử đã tuyên bác kháng cáo của các bị cáo, tuyên y án sơ thẩm. Tòa tuyên hủy một phần bản án, tuyên tịch thu số tiền 12 tỷ đồng phúc chiếm đoạt của bà Oanh để sung công quỹ vì đây là tiền dùng vào mục đích phạm pháp. Vừa qua, Công an tỉnh Trà Vinh thông báo đã thi hành kỷ luật tước danh hiệu Công an Nhân dân và khởi tố bắt giam 4 bị can, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một bị can để điều tra về hành vi, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị can bị tạm giam bao gồm Nguyễn Văn Tránh, cựu trưởng phòng cảnh sát giao thông, đã nghỉ hưu từ tháng 5 năm 2022. Trần Văn Hên, cựu đội trưởng phòng cảnh sát giao thông, Nguyễn Văn Hoài Hảo, cựu phó đội trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Lê Minh Hiếu, cựu cán bộ phòng cảnh sát giao thông. Bị can Lý Văn Trọng, cựu phó trưởng phòng cảnh sát cơ động, được tại ngoại sau hoàn cảnh gia đình khó khăn khi người thân mắc bệnh hiểm nghèo. Theo công an tỉnh Trà Vinh, qua công tác thanh tra quá trình đăng ký xe tại phòng cảnh sát giao thông từ năm 2016 đến năm 2019, cơ quan chức năng đã phát hiện 149 trường hợp có dấu hiệu nghi vấn về việc can thiệp phần mềm đăng ký xe, thay đổi thông tin đăng ký xe máy để cấp biển số trái với quy định. Qua quá trình điều tra, công an tỉnh Trà Vinh xác định 5 cán bộ bao gồm lãnh đạo, chỉ huy và các cán bộ phụ trách đăng ký xe tại phòng cảnh sát giao thông đã vi phạm bằng cách sử dụng tài khoản đăng ký xe cá nhân để hoán đổi biển số theo yêu cầu của người dân